Hello mọi người, chào mừng đã quay trở lại. Sau cú sốc đầu tiên của mình khi làm gãy cánh chiếc DJI Mini 3 chỉ sau vài ngày đầu tiên ra mắt thì mình đã nhận ra rất nhiều điều ở một chiếc flycam giá rẻ. Và video này thì mình cũng không hẳn review đâu, mà mình sẽ cùng các bạn điểm lại những cái mình cho rằng là những cái lưu ý quan trọng nếu như bạn đang có dự định mua một chiếc flycam giá rẻ như là DJI Mini 3. Chắc hẳn bạn đã biết qua về nhược điểm lớn nhất trên Mini 3 ngay từ khi ra mắt, đó chính là nó không trang bị nhiều cảm biến, và đó cũng là một trong những lý do tại sao giá thành của nó lại tốt hơn rất nhiều so với phiên bản Pro. Nếu như bạn là người mới, hãy chọn và chỉ bay ở những nơi thông thoáng và cẩn thận khi bay thì cũng không phải quá lo lắng đâu. Còn với người có kinh nghiệm thì thiết bị chỉ là một trong số các yếu tố để tạo thành một cái thành phẩm đẹp mà thôi. Và nếu như các bạn có kỹ năng bay tốt này và cũng như các bạn cẩn thận thì việc không có nhiều cảm biến cũng không phải là điểm trừ. Nếu như bạn muốn quay slow motion thì đây cũng không phải là thiết bị flycam mà bạn cần tìm, vì Mini 3 không hỗ trợ tính năng này. Nó chỉ quay được max 60fps ở 2.7K và Full HD, và thậm chí quay 4K cũng chỉ được 30fps mà thôi. Trong thực tế thì 4K 30fps là một thông số khá ổn với nhiều người quay phim cơ bản và làm phim nghiệp dư. Nó cũng đủ chất lượng để đem đến cho chúng ta những cái thước phim tốt. Dĩ nhiên thì đồ càng đắt lại càng ngon, nhưng việc dùng một chiếc flycam giá rẻ đủ dùng, phù hợp với nhu cầu thì nó cũng chẳng vấn đề gì. Với tầm giá 10 triệu đồng thì bạn sẽ có một chiếc flycam với tay cầm RC1 cơ bản này. Các bạn cũng có camera 48MP, CMOS 1.3 inch, có digital zoom, max bitrate là đến 100. Và mình đánh giá đây là một cái mức giá chấp nhận được cho một thiết bị quay chụp trên không rất có tên tuổi. Nếu như bạn đang tưởng tượng rằng chiếc DJI Mini 3 mà bạn sắp sở hữu có thể bay theo bạn, theo mọi chuyển động để đưa ra được những cái thước phim vô cùng cinematic thì không. Bởi vì DJI đã cắt giảm active track ở trên chiếc flycam này rồi. Và cái thời điểm ra mắt ấy thì mình không nghĩ rằng DJI lại cắt bỏ nhiều đến như thế. Và đây là một điều khá là tiếc nuối với những ai đang làm phim độc lập. Nhưng mà trái lại thì với những nhà làm phim ngắn, những người làm sáng tạo nội dung ngắn lại rất thích cái phiên bản này. Bởi vì nó là chiếc flycam thứ hai của DJI có khả năng quay dọc được. Và mọi người nói rằng thì cam dọc là không cần thiết, nhưng với xu thế hiện nay thì nó lại rất cần thiết đấy chứ. Và dĩ nhiên thì bản quay dọc gốc chất lượng tốt sẽ tốt hơn rất nhiều phiên bản crop từ một chiếc video ngang mà phải không? Đối với mình thì một cơn bay lên chẳng tội gì mà chúng ta lại không quay hai shot, một ngang một dọc. Không dùng lúc này thì dùng lúc khác, nó tiện lợi và dễ dàng mà đúng không? Sự gọn nhẹ của chiếc flycam này có thể nói vừa là ưu điểm vừa là nhược điểm. Ưu điểm thì là nó gọn nhẹ này, chúng ta có thể dễ dàng mang đi mang lại. Và xung quanh mình có rất nhiều người Anh đang trải nghiệm những cái sản phẩm, ví dụ như là dòng Mavic chẳng hạn. Mọi người vẫn sẵn sàng là mua thêm một chiếc Mini 3, hoặc thậm chí là sử dụng Mini 3 làm một chiếc flycam thay thế, bởi vì chất lượng của nó cũng ok, nó gọn nhẹ và đáp ứng được nhu cầu. Mini 3 nhỏ, gọn, mở cũng nhanh và không phải mở theo một cái thứ tự nào cả. Nên là các bạn biết đấy, thao tác cất cánh của chúng ta cũng sẽ nhanh hơn trong mọi tình huống và địa điểm. Và dòng Mini thì ở smartphone nó không được yêu thích, nhưng mà đối với flycam thì trái lại, mọi người rất thích cái phiên bản nhỏ để dễ mang đi hay là bỏ túi. Dù phiên bản này có kháng gió level 5, nhưng việc có ngoại hình nhỏ nhắn và trọng lượng 249g thì thú thực với các bạn. Bạn cũng nên chọn những lúc lặng gió hoặc là gió rất là nhẹ thôi hãng cất cánh, vì thông số hãng đưa ra chỉ là trên lý thuyết trong một cái môi trường lý tưởng nào đó mà thôi. Còn trong thực tế thì có những khi mình bay tầm thấp, mình gặp gió lớn thì chiếc flycam nó cũng rung lắc khá là dữ dội. Nhưng mà được cái thì khả năng chống rung của nó khá tốt, nên là nó cũng không ảnh hưởng tới chất lượng video của mình cho lắm. Và bên cạnh đó thì việc nó có một cái giá thành vô cùng rẻ thì nó sẽ giúp chúng ta đỡ phải lo nghĩ nhiều hay là căng thẳng mỗi khi mang đi bay. Mọi người thường nghĩ rằng với khoảng hơn 30 phút bay ở một thiết bị máy bay không người lái là một con số ít ỏi. Nhưng mà trong thực tế thì đây là một con số vô cùng lớn, và thời lượng đó đủ cho chúng ta có thể có những cái thước phim vô cùng ấn tượng. Và thời gian đầu khi mà chiếc DJI Mini 3 này mới ra mắt thì chúng mình còn bật tắt liên tục này, bay lên bay xuống, bay cao bay thấp, xong rồi thử nó cả ở những nơi mà có gió thổi. Thì cái thời lượng pin đem lại của chiếc flycam này cũng khá tốt, từ 20 đến 25 phút trong thực tế. Và nếu như bạn có điều kiện về kinh tế thì bạn hoàn toàn có thể nâng cấp cái viên pin lên phiên bản Plus, và thời lượng bay của chúng ta sẽ lên được đến 50 phút đấy.
Và sau thời gian mà mình trải nghiệm khá nhiều những cái phiên bản Flycam thì mình thấy rằng đây là một con số khá tốt đấy chứ. Mời các bạn thưởng thức và đánh giá xem chất lượng và tất cả những điều đó thì Mini 3 có đáng sở hữu hay không nhé.